Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc cái bài là chấn thương niệu. Chúng ta gọi là niệu sinh dục nhưng mà đúng ra nó là chấn thương niệu thôi. Thì hôm nay tôi sẽ nói trước rồi sau đó tôi sẽ gửi cho các em các bài PDF ha, thì để cho chúng ta tham khảo thêm. Thì đối với các bạn sinh viên ghi 6 thì slide của tôi toàn bằng tiếng Anh ha, để chúng ta tập quen cái tiếng Anh. Thì các bạn biết là người ta gọi là chấn thương niệu, chấn thương nghĩa là định nghĩa cái là không có cái vết thương xuyên thấu trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta có thể gặp ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chẳng hạn như đi xe té hoặc là té từ trên cao xuống vân vân ha, và về đứng về nguyên tắc là không có vết thương xuyên thấu da, thành ra hôm nay chúng ta gọi là trauma thôi, chúng ta chỉ học là chấn thương thôi, là trauma thôi. Thì như vậy thì các bạn biết là chúng ta thấy là chấn thương gọi là người ta dùng cái chữ urgent nhưng mà thường not emergent, tức là cấp cứu nhưng mà không có tính chất khẩn cấp. Và như vậy khi một bệnh nhân vô với chúng ta bị chấn thương niệu tiểu đó thì thường thường các bạn xem, một là thứ nhất là bệnh nhân có thể can thiệp phẫu thuật được hay không. Thứ hai là chúng ta xem là cái can thiệp của chúng ta đó có cải thiện được cái tình trạng hiện thời của chúng ta, của người bệnh hay không. Đặc biệt là gần đây thì người ta nhấn mạnh tới những cái can thiệp tối thiểu mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Thứ hai là ngoài cái chấn thương niệu ra có cái bệnh lý nào khác nữa không, tức là bệnh lý đó có thể là một cái bệnh nền hoặc là có thể là một cái chấn thương kết hợp. Điểm thứ ba nữa là chúng ta có thể kết hợp nhiều chuyên khoa với nhau, thí dụ có thể là những cái phẫu thuật viên tổng quát, chúng ta gọi là Việt Nam chúng ta gọi là tổng quát nói chung, hoặc là các nhà nội khoa hay là các nhà ICU để cùng chăm sóc người bệnh hay không. Và điểm nữa là gọi là cái vai trò của hình ảnh học như thế nào, thì chúng ta phải thể gần như là chúng ta cũng sẽ phải dựa vào hình ảnh học trước khi chúng ta làm chuyện nọ chuyện kia. Thì như vậy chúng ta có hai cái nguyên tắc khi mà chúng ta gặp một cái bệnh nhân là gọi là chấn thương niệu. Thì nguyên tắc đầu tiên á, là chúng ta phải xem là bệnh nhân có ổn định hay không. Và chúng ta từ đó chúng ta có thể đánh giá và xem cái tổn thương niệu nó là như thế nào. Nhưng nguyên tắc thứ hai là quan trọng hơn, thì các bạn nên nhớ một điều quan trọng là ít có bao giờ chấn thương niệu là đơn thuần lắm, mà đa số là nó đi kèm theo những chấn thương khác, lát nữa chúng ta sẽ hiểu. Và chính những cái chấn thương khác đó, các nội tạng khác đó, thường thường là nó nặng hơn cái nội tạng cái hệ niệu nhiều. Cho nên cái quan trọng nhất lúc đó của chúng ta đó là chúng ta phát hiện cái đồng thời của người bệnh để chúng ta có thể có một cái xử trí cho nó thích hợp, chứ không thì chúng ta sẽ bỏ sót. Đây là lý do tại sao thì các bạn đồng nghiệp các bạn thấy là thận của chúng ta đó, nguyên tắc đó là nó được bọc trong cái khung sườn, các bạn thấy là nó nằm dưới khung sườn cho nên nó được bọc rất là kỹ, đó là một điểm. Điểm thứ hai là nó nằm sau phúc mạc, có nghĩa là phía sau nó đó là không có khoảng trống. Cho nên như vậy đó, đối với một bệnh nhân mà chấn thương niệu chúng ta nhận thấy có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất á, là do nó bảo vệ khung sườn cho nên thường thường cái chấn thương mà đi tới nó đó thì phải đi qua các cơ quan khác trước, thí dụ như dưới đằng trước bụng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy bên trái thì có lách, bên phải thì có gan, cho nên ít bao giờ chấn thương thận mà đơn thuần khi mà cái nó đi từ bụng vô. Hoặc là nếu đằng sau thì các bạn cũng thấy là thường thường chấn thương thận gọi là đơn thuần đó thì có thể là ở đằng sau đi tới thôi, là tại vì thận của chúng ta nó nằm ngay sau lưng đó. Sau các lớp cơ là tới nó liền, nhưng mà nó có các khung sườn bảo vệ, thành thử ra thường thường đó những cái chấn thương thận chúng ta cũng sẽ xem có cái chấn thương gãy xương sườn hay không. Là tại sao gãy xương sườn thì bản thân đó thì nhẹ, nhưng nếu nó có làm đứt các cái mạch máu liên sườn hoặc là làm bủng màng phổi thì đâm ra cái đó nó lại là một thành một cái thể khác, nó nặng hơn cả cái chấn thương thận. Cho nên đó, nói tóm lại chấn thương thận ít bao giờ đơn thuần. À, cũng có nhưng mà thường thường nó kèm theo các cái chấn thương khác, mà thường thường các chấn thương khác đó nặng hơn chấn thương thận. Cho nên một bệnh nhân có chấn thương thận thì chúng ta phải quan tâm tới các cơ quan khác chứ không thể chỉ có chấn thương thận không. Như vậy á, thì đầu tiên chúng ta một cái chẩn đoán thì đứng về nguyên tắc đầu tiên của một bệnh nhân mà chấn thương đó, chúng ta giống như các em đã học rồi, một là chúng ta phải bảo đảm cái đường thở của họ cho tốt. Thứ hai, chúng ta có thấy chảy máu mà chúng ta thấy hay không? Ví dụ như có khi người ta đứt thêm mạch máu tứ chi chẳng hạn, máu nó phun ra thì lúc đó chúng ta phải kiểm soát cái mạch máu đó trước. Và thứ ba là dĩ nhiên đôi khi là chúng ta nếu mà bệnh nhân vơi vô trong sốc chẳng hạn, khi mà tới với chúng ta thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải hồi sức họ trước cái đã, trước mọi cái chuyện làm.
Và trong nhiều trường hợp đó chúng ta thấy là chúng ta phải vừa hồi sức người bệnh để vừa chẩn đoán để xem cái tổn thương của họ đang có là tổn thương gì. Và nếu mà chúng ta loại những cái tổn thương khác, tôi nhắc lại các em là ít bao giờ mà chấn thương thận mà nó làm cho bệnh nhân bị tụt huyết áp lắm, trừ khi nó đứt cuống thận, tức là lúc đó nó thành gọi là vết thương mạch máu rồi. Còn nếu mà chỉ là chấn thương thận đơn thuần đó thì thường thường cái sinh hiệu họ khá là ổn định. Đôi khi trường hợp đó chúng ta sẽ hiểu tại sao đôi khi có những trường hợp chấn thương rất là nặng nhưng mà huyết áp bệnh nhân vẫn là ổn định mà thôi. Và như vậy thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải hỏi bệnh sử. Thí dụ như người ta xem, nhất là bệnh nhân có ý thức thì chúng ta sẽ phải hỏi bệnh sử và xem cái cơ chế chấn thương của họ là như thế nào. Ví dụ một cái cơ chế thứ hai nó gọi là deceleration, tức là có những cái thay đổi vận tốc rất là nhanh. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta đi thang máy chẳng hạn, xuôi cái dây thang máy nó đứt xuống chẳng hạn, thì chúng ta có thể là thay đổi vận tốc rất là nhanh. Trong trường hợp đó hai cái cơ quan dễ bị tổn thương nhất là cột sống và thận chẳng hạn. Hoặc là một cái chấn thương nào đó nó đâm trực tiếp vô vùng hông hay là vùng bụng của người bệnh, thì tức là theo cái cơ chế chấn thương chúng ta phát hiện được các cái cơ quan bị tổn thương, không chỉ có niệu. Việt Nam chúng ta thì chúng ta cần chú ý tới hai chuyện luôn. Thứ nhất là cái vận tốc xe, bản thân các em đã đi xe gắn máy rất là nhiều. Vận tốc càng nhanh thì khi xảy ra ngày nào xảy ra thì sẽ càng nặng càng đó. Truyền hình thì các bạn thấy gần như ngày nào không có người ngày không có ngày nào mà không có hai ba người chết vì cái xe Honda, xe gắn máy nói chung đụng vô các cái phương tiện giao thông khác hoặc bị các phương tiện giao thông khác đụng vô. Và điểm nữa là chúng ta lại có những cái trường hợp là hành khách hay là người đi bộ, hành khách từ xuống xe xuống rồi không chú ý bị cái xe sau hay xe trước để tới nó đông, hoặc là chúng ta đi bộ chúng ta không tuân theo luật giao thông, kể cả chúng ta có khi chúng ta tuân thủ luật giao thông nhưng cái người lái xe lại không tuân thủ luật giao thông, thành ra chúng ta sẽ bị cái hậu quả trong đó. Và trong cái chấn thương thận nó dễ xảy ra nếu mà bệnh nhân có những bất thường về cái cấu trúc của thận trước đó, tức là cấu trúc bẩm sinh đó. Ví dụ như chúng ta có thể gặp những trường hợp bẩm sinh là thận đơn độc thôi, những trường hợp này là kém may mắn nhất. Nếu chúng ta không giữ được cái thận đó thì bắt buộc bệnh nhân sẽ phải lọc máu sau đó thôi, hoặc là có những thận gọi là hình móng ngựa, hoặc là trên những cái thận bệnh lý như có sỏi hay tứ ứ nước vì một cái bệnh lý nào đó, thì đây là những trường hợp mà khiến cho thận của chúng ta dễ bị tổn thương trong những trường hợp mà bị chấn thương. Như vậy thì đây là chúng ta cũng đi về kinh điển. Đầu tiên thì chúng ta đánh giá dựa trên cái đánh giá ban đầu một bệnh nhân bị chấn thương, thứ hai là xem bệnh nhân có sốc hay không. Nếu có sốc thì chúng ta xem huyết áp tâm thu mà chỉ cần dưới 390, nhưng mà thật ra đó một trong những cái phản xạ tôi khuyên các em nên đi khám bệnh cho tất cả mọi dạng bệnh lý, không phải chỉ có không chấn thương. Khi em gặp một người bệnh là thọ cái tay bắt mạch liền tức khắc, nếu mà mạch nó nhanh là có vấn đề đó, chúng ta sẽ xem đó là một dấu hiệu rất sớm. Còn đây là vết thương xuyên thấu thì chúng ta có thể thấy cái vết dao đâm hoặc vết đạn bắn thì dễ rồi. Cái khó là cái chấn thương đó thì chúng ta không có phân biệt được. Và xem những cái chấn thương mà plân, tức là những chấn thương bụp một cái nó không có vị trí rõ rệt đó, thì ở đằng sau lưng, đằng hông hay là ở phần dưới ngực hay là ở phần trên thận chẳng hạn, thấy ở phần trên ở bụng, thì từ đó chúng ta có thể suy ra có thể có chấn thương thận hay không. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là thường thường các cái dấu hiệu mà gợi ý cho chúng ta là bệnh nhân mà có đái máu là dấu hiệu trung thực nhất. Là dấu hiệu có đái máu là có chấn thương thận. Lát nữa chúng ta xem cái nó có giúp cho chúng ta cái gì khác nữa ngoài cái chẩn đoán là chấn thương thận, rồi đau hông lưng có hay không, rồi có bầm tím hay là vết chày xa gì ở ở vùng hông lưng hay không, rồi có gãy xương sườn kết hợp hay không, rồi bụng có chướng hay không, hoặc là đôi khi chúng ta khám bụng mà bệnh nhân bụng mềm chẳng hạn, chúng ta có thể sờ thấy những cái khối u. Và như vậy thì chúng ta sẽ xem cái bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh đó, đặc biệt là khi mà người ta bị đứt cuống thận đó, nhất là mạch tĩnh mạch thận đó, thì thường thường nó cái may mắn là cái tĩnh mạch thận nó sẽ bị huyết khối, nó không làm cho bệnh nhân chảy máu nữa, tuy nhiên nó sẽ làm cho cái thận đó gọi là bị hoại tử ước. Và chúng ta cần phải can thiệp một cách rất là nhanh chóng. Và bệnh nhân có thể là một số trường hợp là bệnh nhân bị chấn thương mà không có triệu chứng gì hết, nhất là khi họ đau lưng nhẹ nhẹ thôi, hoặc là họ có những cái triệu chứng không điển hình như buồn nôn nôn thôi chẳng hạn thế, nhưng mà sau đó vài ngày thì chúng ta mới phát hiện ra được là đó là có chấn thương thận ở trong đó. Về đánh giá cận lâm sàng đó thì dĩ nhiên cái phân tích nước tiểu và cái hematocrit, tức là công thức máu, là hai cái chúng ta cần làm đầu tiên. Phân tích nước tiểu hiện nay ở tại phòng cấp cứu chẳng hạn, chúng ta có cái que chúng ta nhúng vô mà thấy có hồng cầu là ok, là có chừng.
hoặc là hematocrit bệnh bị giảm đi ha, thì cái tái ra máu đó thì chắc chắn là một cái dấu hiệu trung thực nhất của cái tổn thương hệ niệu rồi. Dĩ nhiên tổn thương hệ niệu mà có đái ra máu thì thường thường thôi, trong hơn 95% các trường hợp đó là chấn thương thận. Còn những trường hợp đôi khi chấn thương bàng quang lát mình sẽ nói thì có đái ra máu nhưng nó ít xảy ra hơn. Thứ hai là tái ra máu thì nếu có là giúp cho chúng ta nghĩ tới gần như chắc chắn là có chấn thương thận, nhưng mà nặng hay nhẹ không biết. À, tại vì có thể nhẹ nhưng mà lát sẽ xem giải phẫu bệnh của nó thì vẫn có đái ra máu. Mà còn ngược lại không có đái ra máu thì chúng ta không loại được chấn thương thận. À, tùy theo cái vết nứt ở tại thận nó đi tới đâu mà bệnh nhân sẽ có đái ra máu hay không. Và thường thường đó thì để mà chúng ta có thể theo dõi một bệnh nhân bị sốc mất máu nói chung thì thường thường chúng ta phải cố gắng chúng ta thử cái hematocrit hoặc hemoglobin thường xuyên, tức là liên tục để chúng ta xem nếu mà nó giảm liên tục thì có nghĩa là tình trạng mất máu đang còn và khi đó nó đòi hỏi chúng ta phải can thiệp rất là dữ. Còn nếu mà chúng ta vì lý do gì đó chúng ta biết được cái creatinine của người bệnh trước khi bị chấn thương thì bây giờ thì chúng ta có thể tiên đoán được là cái hiện tượng mà thay đổi creatinine bây giờ của họ là phản ảnh cái gì hay không. Đó là một trong những cái đó đòi hỏi cái nền sức khỏe của chúng ta nó phải đầy đủ. Thì trong mỗi trường hợp chấn thương cái vai trò của hình ảnh học rất là quan trọng và đặc biệt đó chúng ta thấy là những trường hợp sau đây chúng ta bắt buộc phải làm hình ảnh học. Một là bệnh nhân tiểu máu đại thể, hai là bệnh nhân tiểu máu vi thể, tức là thử thì que mới thấy nhưng mà có kèm theo sốc ha. Thứ ba là bệnh nhân có những cái tổn thương nặng khác kết hợp, và thứ tư tức là những cái tổn thương mà như hồi nãy chúng ta nói đó là do cái thay đổi tốc độ vận tốc nó quá nhanh thì nó sẽ gây ra những cái biến cố tại các nội tạng nói chung, trong đó có thận, mà chỉ có hình ảnh học mới phát hiện được. Thì bây giờ các bạn có lợi một cái chỗ là cái siêu âm là một cái xét nghiệm tương đối rẻ tiền, chúng ta nhanh có thể làm tại tại ngay tại cái nơi 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 mà chúng ta tại chuyên bệnh đó. Tuy nhiên đó cái này nó cũng hơi lệ thuộc cái người người làm. Nếu mà họ không chú tâm tới, nhất là những trường hợp chấn thương nhẹ, lát nữa mình sẽ thấy quẹt quẹt mấy cái rồi xong thì chúng ta sẽ không phát hiện được. Và dĩ nhiên nó không có cho chúng ta biết về cái chức năng của cái thận nó có tốt hay không. Nó chỉ biết là bệnh nhân có thể có máu tụ, có thể có vỡ thận, thậm chí vỡ thận dạng nào thì nhiều khi siêu âm cũng sẽ không phát hiện được mà chúng ta sẽ cần phải nhờ tới các cái phương tiện khác. Tuy nhiên trong cái chẩn đoán ban đầu chúng ta không thể nào thiếu siêu âm. Nếu mà chúng ta thấy hình ảnh siêu âm hai thận nó bình thường thì chúng ta khá là an tâm, thậm chí là qua siêu âm chúng ta xem có gan như thế nào, lách như thế nào hoặc kể cả mạch máu hay vân vân thì chúng ta vẫn có thể phát hiện được những cái tổn thương kết hợp hoặc là những tổn thương chính quan trọng hơn. Thì ở đây đó người ta so sánh giữa cái hình ảnh siêu âm với hình ảnh CT, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Thì các bạn thấy cái hình ảnh CT á, cái hình ảnh CT thì các bạn thấy nó rất là rõ rệt, chúng ta thấy hai cái thái thận hai bên chẳng hạn thế, và cái xung quanh của nó là cái khối máu tụ hoặc là các cái thận này nó vỡ ra có cái mảnh riêng và đây là cái vùng chúng ta thấy nó mờ mờ mờ, tức là cái vận thận nó bị dập ra nó vỡ ra đây chẳng hạn. Còn siêu âm thì chúng ta chỉ thấy như thế này thôi, nhưng ít ra nó cũng cho chúng ta biết là chắc chắn bệnh nhân đang có chấn thương thận rồi, và khi đó chúng ta phải cần nhờ tới những cái phương tiện hình ảnh học khác chuyên sâu hơn để chúng ta đánh giá. Hồi thời tôi đó thì chúng ta khoảng trước những năm 80 thì cũng không có siêu âm. Không có, đương nhiên là không có CT scan, không có gì hết. Lần nữa các bác bạn biết là người ta gọi là chụp niệu ký nội tĩnh mạch, có nghĩa là chúng ta cho bơm một cái chất cản quang vô đường tĩnh mạch và thuốc cản quang đó sẽ bài tiết qua thận thì nó sẽ vẽ hình trái thận của chúng ta. Ở đây các bạn thấy cái thận bên chấn thương thì nó không thấy gì hết, tức là nó có bài tiết, chúng ta thấy cái mút mờ nước thuốc cản quang nó mờ ở đây, còn bên này các bạn không thấy gì hết, có nghĩa là nó bị một cái chấn thương đó, mà chấn thương kiểu nào rõ ràng chúng ta không có biết. Thì lúc đó đó cái thời tôi chẳng hạn, người ta sẽ đặt vấn đề can thiệp hay không, một là xem có kết hợp với cái gì ở bụng hay không, thứ hai là tình trạng lâm sàng của người bệnh bây giờ có ổn định hay không. Thì lát nữa chúng ta sẽ xem tại sao tôi nói tình trạng bây giờ có ổn định hay không, tại vì cái chấn thương xử lý hệ niệu nó sẽ khác các cái xử lý khác. Và bây giờ thì hầu hết là chúng ta sau cái siêu âm chúng ta thấy có hình ảnh đó rồi, chúng ta làm ngay tại giường thì chúng ta sẽ nhờ tới cái CT scan. Mà CT scan thì thường thường chúng ta phải chụp CT scan có cản quang. Tại vì CT scan đó nó sẽ giúp cho chúng ta gì? Chúng ta phân biệt được cái mức độ nặng của cái tổn thương thận. Và phải nói thẳng là nhờ có CT scan đó cho nên bây giờ chúng ta có thể phân biệt lâm sàng hay là hình ảnh học
về các mức độ chấn thương thận, lát nữa mình sẽ nói. Thứ hai là có những cái chấn thương kết hợp trong bụng hay không, đó cũng vậy, giống như siêu âm nhưng mà nó chính xác hơn. Và quan trọng hơn là thế này nè, thí dụ người ta bị đá bên hông trái thì cái thận bên phải có hay không? Giống như hồi nãy chúng ta nói có thận đơn độc đó, nhiều người thận đơn độc nó nằm ở vị trí lạ, nhưng mà có khi thận đơn độc nó nằm một trong hai vị trí, mà xui cái vị trí nó nằm đó bị chấn thương thì chúng ta phải xem đối bên nó có thận hay không, để chúng ta tiên lượng cho người bệnh khi chúng ta cần phải can thiệp ở trong đó. Cái hình ảnh MRI thì người ta ít có làm trong cấp cứu đó, tại vì chúng ta thấy là một là nó mất tiền, hai là nó đòi hỏi thời gian. Thì nói tóm lại trong cấp cứu đó, mà về hình ảnh học chúng ta có hai cái mà chúng ta sẽ làm. Đầu tiên là làm cái siêu âm, và sau đó là chúng ta sẽ làm cái CT scan. Chính CT scan sẽ quyết định cho chúng ta có can thiệp hay không, và can thiệp kiểu gì, và các cái bệnh lý kết hợp như thế này. Thì đó, đây là một số hình ảnh học cho các bạn coi. Chúng ta thấy đây là một cái thận, thận chúng ta hai bên nó sẽ bình thường, nhưng mà ở đây chúng ta thấy một cái thận, còn bên này nó bị nát ra, thì các bạn thấy nó bị đứt ra hẳn nè. Đây là có một cái cực trên hay dưới gì đó không biết, và đây là một cái mảnh khác, nhưng mà chúng ta còn thấy nó mờ, giống như có nghĩa là nó đang bài thuốc chất cản quang, còn ở đây nó là cái khối máu tụ nó vỡ ra. Chúng ta này, ở đây người ta bị chấn thương thận hai bên, thì các bạn thấy ở đây chủ mô thận nó màu sáng đục vậy, còn ở đây thế này là khối máu, bên này cũng vậy, thận thì nó bị vỡ ra từng mảnh, và ở đây nó là các cái khối máu tụ. Và bên này chúng ta cũng sẽ thấy cái khối máu tụ nó rất rất là lớn, rất là lớn, các bạn thấy nó đẩy hẳn cái thận này ra phía trên. Cho nên nhiều khi chúng ta khám bụng mà chúng ta không nhớ tới niệu á, chúng ta kiểu ý chết cha coi chừng là cái gan hay cái lách nó bị chấn thương, nó bị máu tụ của gan, nó không phải đâu, đó là do cái trái thận nó bị chẳng hạn thế. Thì cái hình ảnh học nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được những cái chuyện này, và đồng thời thấy xem có đây, ví dụ như trên này phổi có bị gì hay không, và dưới nữa gan có bị gì hay không, song song với thận, thậm chí hệ tiêu hóa đôi khi người ta cũng đọc được ở trong đó nữa. Thì đây là cái mà các bạn cần nhớ, cho nên người ta dựa trên cái tổn thương hình ảnh học đó, người ta chia ra cái phân loại cái mức độ thận, các bạn thấy từ một giai đoạn 1 tới giai đoạn 5, chúng ta tạm gọi là cấp độ để chứ đừng dài giai đoạn. Thì các bạn thấy ở đây nè, chúng ta thấy là cái khối máu tụ này nó lớn lắm, nhưng mà các bạn biết là trong thận của chúng ta nó có một cái vỏ bọc thận bao quanh, cho nên cái vùng chủ mô đây nó bị dập và nó chảy máu, cho vì vậy cái khối máu tụ này nó lớn lắm. Và bản thân cái vỏ bọc thận này nè, khi máu tụ đây lớn thì áp lực thủy tĩnh nó căng lên, và như vậy thì nó sẽ chèn ép các mạch máu đang chảy, và hiện tượng sẽ có ngừng chảy máu trong đó. Đó là một đặc điểm của hình này. Cái hình thứ hai, đặc điểm thứ hai là gì? Các bạn thấy là nó không có khe nứt vô trong cái hệ đài bể thận, cho nên cái trường hợp này và trường hợp chấn thương để thận á, ở đây chúng ta thấy nó dập thôi, ở đây thì nó có đứt, nhưng mà cái đứt này đó các bạn thấy nó đông lắm, nó nằm ở phía ngoài chủ mô thôi. Cho nên trong hai trường hợp này các bạn sẽ thấy là về lâm sàng bệnh nhân không có tiểu ra máu. Nhưng trường hợp thứ ba thì các bạn sẽ thấy, thí dụ trường hợp này ha, trường hợp này chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái máu tụ nó vừa chảy ra ngoài, nhưng đồng thời cái khe nứt này nó lấn vô trong đài thận và lũng tới bể thận, thì đương nhiên máu ở đây chảy, không những nó chảy ra đây mà thậm chí nó sẽ chảy vô đây nhiều hơn là chảy ra đây, tại vì ở đây là nó có cái vỏ bọc, còn ở đây là nó chảy, nó theo nước tiểu nó chảy xuống dưới tự do. Trên những trường hợp này chúng ta sẽ thấy cái máu nước tiểu của bệnh nhân máu rất là đỏ, rất đỏ, và thậm chí có máu cục ở trong đó nữa. Trường hợp này thì cũng giống vậy, nhưng mà nó nặng hơn, thì các bạn thấy là cái khối máu tụ nó lan ra rất là nhiều. Và trường hợp này là trường hợp nặng nhất, thì các bạn thấy là thận nó đứt làm nhiều mảnh, mà đặc biệt là trong trường hợp này đôi khi nó đứt làm nhiều mảnh, nhưng mà những cái nơi này đó nó không có đứt vô trong đài bể thận, thành ra bệnh nhân có thể rơi vô sốc, có thể có chấn thương thận nặng, nhưng mà các bạn sẽ không thấy có đái ra máu. Chính vì vậy đó, để chẩn đoán hệ niệu đó, nếu mà người ta có đái ra máu gần như 100% là tổn thương hệ niệu, nhưng người ta không có tiểu ra máu thì chúng ta chưa chắc đã loại được tổn thương hệ niệu, và khi đó hình ảnh học nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt các cái thể như thế này. Và đây là các cái thể mà nó sẽ quyết định cái cách can thiệp phẫu thuật của chúng ta theo kiểu gì ha, để các bạn cần nhớ trong cái chuyện đó. Bây giờ đó, một số nơi đó khi mà cái can thiệp mạch mạnh đó, thì các bạn biết là chúng ta có thể làm cái can thiệp mạch để chúng ta vừa chẩn đoán xem nó có tổn thương mạch máu hay không. Nhưng cái hay của can thiệp mạch đó, của chụp mạch bây giờ đó, làm chụp mạch máu thận có cản quang, thì nếu người ta thấy một mạch máu đây nó rách chẳng hạn, và máu nó đang phun chảy ra, thì người ta có thể thả một cái coil hoặc một cái gel để nó bít cái mạch máu nuôi đang chảy, và từ đó bệnh nhân sẽ ngừng chảy. Và sau đó chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta đánh giá lại bệnh nhân toàn diện hơn. Thì những nơi nào
mà cái X quang can thiệp họ mạnh đó, thì bây giờ người ta có khuynh hướng người ta làm cái này nhiều lắm, thay vì là bệnh nhân vô mổ liền thì các bạn biết là mổ trong tình trạng sốc xếp đồ này kia, thứ hai nữa mổ thì phải chuẩn bị nó rất là lâu, chỉ cần đưa vô qua X quang song song với hồi sức thì người ta chụp mạch, và chụp mạch thấy tổn thương ta đưa một cái coil, cái chúng ta gọi là cái coil đó hoặc là cái chất keo vô trong này, nó bít cái mạch máu đang chảy là huyết áp bệnh nhân sẽ ổn định ngay, và khi đó chúng ta sẽ can thiệp trong bệnh nhân trong những cái điều kiện rất rất là an toàn. Đây đó cũng là cái hình ảnh cho chúng ta thấy là nó thoát mạch. À, thể đây dụ nhờ dán bánh mạch máu này nè, thì ta thả cái coil vô đây cái là nó sẽ hết. Còn cái này đó thì thật ra chúng ta nói về phương diện lý thuyết thì ít có làm trong cấp cứu. Mục đích là ta xem cái chức năng thận của hai bên thận đó là cái gì. Cái này nó ưu điểm hơn các cái hình ảnh kia đó là nó đánh giá được chức năng thận tương đối gọi là chính xác. Ví dụ nó sẽ cho chúng ta biết là cái thận phải là bao nhiêu phần trăm, thận trái là bao nhiêu phần trăm, và như vậy thì một trong hai thận bị thì cái thận còn lại sẽ đảm nhiệm được cái chức năng bảo tồn gọi là sinh học cho người bệnh hay không, thì chúng ta sẽ có một cái tính toán trước khi chúng ta can thiệp. Và thường thường cái này á, người ta hay dùng, người ta theo dõi trong những trường hợp mà bị chấn thương thận mà chúng ta có tạo hình mạch máu. À, tại vì những cái tạo hình mạch máu nếu nó tốt thì cái phần thận nó được nuôi thì cái nơi đó nó sẽ có chức năng, nếu mà chúng ta tạo hình không tốt thành phần nó không được nuôi mặc dù vết thương vẫn lành và người ta bị mất chức năng cái đó, thì chính cái này nó sẽ đánh cho chúng ta biết là cái chức năng của thận nó sẽ như thế nào sau khi chúng ta can thiệp. Và về điều trị thì các bạn nhớ là đây nè, mức độ của tổn thương như nãy chúng ta nói 1, 2, 3, 4, 5, thứ hai là tổn thương toàn thể của bệnh nhân ha, thì nó sẽ hoặc là bệnh nhân có cần can thiệp truyền máu hay không, thì đó là một những yếu tố tiên lượng chính ha đối với người bệnh trước khi mà chúng ta gọi là cắt thận hay là một cái tiên lượng về sau. Cái nguyên tắc của điều trị chấn thương thận nói chung người ta gọi là điều trị bảo tồn nội khoa, các bạn nhớ bảo tồn nội khoa có nghĩa là chúng ta không có can thiệp liền ha, chỉ một số ít trường hợp thôi, thì nó hơi rơi vô chuyên khoa một tí, chỉ một số ít trường hợp người ta mới phải can thiệp cấp cứu. Còn trong trường hợp thường thì người ta chỉ chẩn đoán đó là có chấn thương thận kết hợp với chấn thương gan lách chẳng hạn thế, thì khi đó cần thiết là can thiệp gan lách trước và chấn thương thận cứ để yên đó. Sau khi mà chúng ta can, thí dụ như chúng ta cùng mổ cái bụng bệnh nhân ra có rách gan, chúng ta may gan lại, ngay sau khi chúng ta may gan cái mạch huyết áp bệnh nhân ổn định, mặc dù lúc đó mổ chúng ta thấy cái khối u ở bên thận nó rất là lớn, khối máu tụ đằng sau phúc mạc rất là lớn, nhưng mà chứng tỏ là gì, bệnh nhân sốc là do bị cái chấn thương gan. Cho nên sau khi chúng ta đã chẩn đoán chấn thương gan rồi thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái chấn thương thận, tùy theo cái hình ảnh học của nó là cái gì ha, thì chúng ta sẽ có những cái hướng như thế tiếp sau đó. Thì người Tây là những cái chỉ định mà chúng ta sẽ phải gọi là thám sát về cái thận. Cái thứ nhất tức là bệnh nhân bị bất huyết động lực bất ổn định, sau khi chúng ta các bạn can thiệp cái kia rồi ha mà huyết động lực của bệnh nhân vẫn có vẻ như ổn định và chúng ta thấy là có một cái chảy máu đặc biệt, thì lúc đó là chúng ta phải là can thiệp. Thứ hai là lúc mà mổ, đặc biệt lúc mổ đó, thì trong lúc mổ sau khi chúng ta may vết thương gan thận lát rồi chẳng hạn thế, và chúng ta quan sát cái khối máu tụ đằng sau xem nó có đang lớn hay không, hay là nó đập theo nhịp đập của động mạch chủ hay không, thì những trường hợp đó thường thường nó báo động là cái chấn thương khá là nặng. À, và đa đó đó thì đa số là nó nằm trong cái tổn thương độ 5, như hồi nãy chúng ta nói đó, thận nó rách nát là hết rồi. À, mà ngay cả thận rách nát các bạn đồng nghiệp nên nhớ, à, người ta vẫn là điều trị bảo tồn, có nghĩa là nếu chúng ta can thiệp phẫu thuật thì thường thường đó trong tay nhà chuyên môn những trường hợp đó người ta cũng cố gắng người ta không cắt thận mà người ta sẽ may trở lại, tức là người ta sẽ tạo hình lại các cái trái thận vùng nào rách, à, chúng ta và có mô hoại tử thì chúng ta cắt bỏ rồi sau đó chúng ta may lại. Và riêng đó thì các bạn thấy là cái nếu mà trên đây là những cái có những cái gọi là nếu mà hình ảnh học mà chúng ta chụp chúng ta không có kết luận được nhiều, hoặc là bệnh nhân có cái dị dạng bẩm sinh trước đó, thì đây cũng là một chỉ định mà khi chúng ta sẽ cần can thiệp ngoại khoa. Cái vấn đề là chúng ta can thiệp ngoại khoa lúc nào mới là quan trọng thôi ha, hoặc là chúng ta thấy là khi chúng ta chụp hình có chất cản quang thì người ta thấy cái thuốc cản quang này nó thoát ra xung quanh thận, chứng tỏ là cái thận nó tương đối nó nát ra, nếu mà chúng ta không may á thì nước tiểu nó chảy ra tràn lan. À, thì nó sẽ tạo thành một cái u, nó gọi là u nước tiểu, hoặc là bản thân cái nước tiểu đó có thể nhiễm trùng và nó làm cho cả cái thận nó nhiễm trùng đó, thì lúc đó có khi mổ là phải cắt thận. Thì trong những trường hợp này chúng ta vẫn sẽ can thiệp, chúng ta tạo hình nó để cho cái nước tiểu nó không bị rỉ ra, nó đi xuống dưới và cái thận nó sẽ lành sau một thời gian.
Như vậy đó, cho nên đây là người ta nói rằng chủ yếu là chúng ta điều trị tạo hình thận ha. Dù cho nó bị hư kiểu nào, chúng ta vẫn có thể may cầm máu, cắt bỏ mô hoại tử và chúng ta may lại. Khi mà nó dập đơn thuần một cực dưới hay một cực trên thì có khi là chúng ta có thể cần thì chúng ta cũng chỉ cắt bỏ một phần thận thôi. Cho nên các bạn thấy là những cái này đó, thì khi mà ta nói ra đó thì chúng ta thấy là cái điều trị can thiệp ngoại khoa đối với thận cũng là can thiệp tối thiểu ha. Cái chỉ định ghép thận, cắt thận đó rất rất là thấp ha, trừ ra những người nào tay nghề không có thôi, và xui lắm mới bị. Dĩ nhiên đôi khi chúng ta cũng có những trường hợp chúng ta phải cắt, nhưng mà đa số thì chúng ta không có phải cắt đó. Bây giờ thí dụ đây là cái điều trị mà không phẫu thuật nè, nhắc lại các bạn đồng nghiệp thấy nè, rát một hai, thấy không, đây là hoàn toàn không có mổ, thì các bạn thấy là nó mình không có gì, cái khối máu tụ này vậy đó, rồi từ từ cái khối máu tụ này nó sẽ được hấp thu ha. Ở đây cũng vậy, nó sẽ tự lành, nó được hấp thu, chúng ta không can thiệp được. Đối với vợ ba thì sao? Cái này thì tùy. Có nghĩa là tùy theo chúng ta theo dõi người bệnh. Có những trường phái thì nói là phải can thiệp để cho may chỗ lại lại. Không có giống như nãy tôi nói đó, nước tiểu nó ra rồi đến lúc nó có thể gây nhiễm trùng, chẳng hạn nó phức tạp ra, chúng ta mổ ra để chúng ta can thiệp và chúng ta chủ yếu là chúng ta may cho nó ra. Nhưng mà cái này rất là thay đổi nha các bạn. Tại vì bây giờ đó chúng ta có một cái kỹ thuật là cái ống thông CC á, thì ta đặt cái ống thông hai cái đầu hình, mỗi đầu hình chữ C vô trong này, nó dẫn lưu cái nước tiểu tốt thì nước tiểu nó sẽ không ra đây, và như vậy thì cái này nó sẽ tự lành và chúng ta tránh được một cái sự can thiệp phẫu thuật ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy là thường thường đó, cho nên phần lớn bệnh nhân cấp 4 và cấp 5 đó thì chúng ta có những cái chấn thương kết hợp chính đây này, 4 và 5 này, nhất là 5 ha, thì trong nhiều trường hợp chúng ta phải cắt thận. Nhưng mà cái này cũng sẽ tùy theo tay nghề phẫu thuật viên nha. Những người mà có tay nghề cao đó vẫn có thể tạo hình được. Đuối đế lắm mới phải cắt, nhất là trong trường hợp mà chúng ta thấy cái thận còn lại của người bệnh đó, chụp trên CT scan thấy nó có vấn đề. Thì sau khi mổ đó thì các bạn biết là thường thường người ta sẽ lập lại hình ảnh học mỗi 24 2 tới 4 ngày sau. Tại vì cái nguy cơ của cái chấn thương thận đó sau khi các bạn may lại rồi không có bảo đảm là nó lành 100% đâu. Nhưng nó còn có thể chảy máu thứ phát, mà khi chảy máu thứ phát thì đôi khi chúng ta mổ lại chúng ta phải cắt thận ở trong đó. Thứ hai là nếu hậu phẫu mà bệnh nhân có những cái vấn đề, ví dụ như sốt nè, hay là hematocrit tiếp tục giảm nè, rồi hoặc là đau hông đáng kể, thì chúng ta phải sẽ đặt cái vấn đề là có cần phải làm lại cái CT scan và để xem có cần phải can thiệp phẫu thuật lại hay không. Và hồi nãy như mình nói đó, chúng ta phải làm cái đồng vị phóng xạ thận để chúng ta theo dõi cái chức năng của cái thận bị tổn thương. Thì dĩ nhiên cái theo dõi mà hậu phẫu ngoài cái ảnh học ra, chúng ta phải làm thêm những cái xét nghiệm về sinh hóa, nước tiểu vân vân, nhất là đo cái huyết áp chẳng hạn đấy, để xem cái chức năng thận nó như thế nào, nhất là cái chức năng thận của cái thận còn lại mà trong trường hợp chúng ta cắt thận. Thì đây là các cái biến chứng mà chúng ta có thể gặp sau khi chúng ta can thiệp thận. Ví dụ như là chảy máu lại nè, hồi nãy mình nói rồi, do có một cái dỗ dò động tĩnh mạch hoặc là nhiễm trùng rồi tạo thành áp xe rồi gây ra nhiễm trùng nhiễm độc, rồi dò nước tiểu như vậy tôi nói rồi. Thậm chí đây là cái thận là một cái cơ quan khi nó bị thiếu máu nuôi do một cái sẹo sờ đó, nó có thể làm tăng huyết áp rồi chúng ta thấy là có thoát nước tiểu ra xung quanh rồi gây ra một cái nang, người ta gọi là nang giả niệu. Đây là những cái biến chứng trong vòng một tháng đầu sau khi bệnh nhân được chấn thương, mà chấn thương này có thể, những biến chứng này là có thể là những biến chứng gặp trong khi chúng ta không can thiệp phẫu thuật, hoặc là chúng ta can thiệp phẫu thuật chúng ta vẫn thể theo dõi. Rồi chậm lành vết thương chẳng hạn thì cũng có những giống như cái phía trên mà thôi. Đó là đây là những biến chứng rất dễ gặp trong chấn thương thận. Và Việt Nam chúng ta cái điều kiện mà đi xe gắn máy thì các bạn thấy là rất là mệt mỏi. Thì đây là một cái sơ đồ nó rất là chi tiết, thành ra thôi không có vô, tôi sẽ gửi cái PDF cho các bạn thì các bạn xem, để mà mốt các bạn có thể theo cái lưu đồ này để chúng ta có những cái hình thức xử trí chấn thương thận cho nó gọi là chính xác. Còn chấn thương điều quản thì nhắc lại rồi, cái đường dẫn nước tiểu từ thận xuống dưới bàng quang thì gần như chúng ta không thấy. Tại vì đây là một cái cơ quan nó nhỏ lắm, và bình thường thì các bạn thấy nó giống như là một cái ống ngang ngang với cái ống hút của chúng ta, nhưng nó mềm thì nó dẻo này kia vân vân, cho nên ít bao giờ nó bị lắm. Vì vậy cái này người ta ít có nhắc tới trong những trường hợp chấn thương hệ niệu thì chúng ta có thể bỏ qua, nếu có chăng là nó sẽ đi kèm tới những cái bệnh cảnh khác. Thường thường đó thì cái tổn thương điều quản này nó hay xảy ra do chúng ta đó. Nhất là khi các bạn can thiệp mà trong chấn thương thận chẳng hạn, trong trường hợp cấp cứu, những người nào mà tương đối ẩu hoặc là sốt ruột chúng ta sợ quá, chúng ta mổ quá nhanh,
thì bản thân chúng ta sẽ làm tổn thương niệu quản. Và nhất là trong những trường hợp mà chúng ta mổ qua mổ nội soi ha, thì nó sẽ làm tổn thương niệu quản, hoặc là chúng ta gọi là soi niệu quản thận đó chẳng hạn, thì những cái đó nó có thể làm. Thì đây là thường là những cái mà chúng ta sẽ gặp trong những trường hợp mà tổn thương cái niệu quản. Nhưng tổn thương này hầu hết các bạn sẽ xem đó là do phẫu thuật, thì chúng ta không có đề cập ở đây, nó hơi sâu. Thì cái chẩn đoán thì đủ yếu là chúng ta cũng sẽ thấy cái nước tiểu nó dò ra xung quanh cái niệu quản mà thôi. Thì thường thường siêu âm, cái này niệu quản siêu âm là chịu chết, chỉ có CT scan thôi ha, là chúng ta phát hiện được là cái nước dò, nước cản quang nó dò ra. Riêng trong này đó, nếu nơi nào mà chúng ta chấn thương niệu quản đó mà có dò nước tiểu thì IVU, tức là chụp hệ niệu có cản quang, nó có thể giúp cho chúng ta phát hiện được, phát hiện cách gián tiếp là chúng ta thấy là nước tiểu nó rò ra xung quanh ha, nó tẩm nhuận ra xung quanh cái vùng mà niệu quản bị tổn thương. Trong nhiều trường hợp đó thì người ta có thể phải chụp gọi là soi bên niệu, người ta soi rồi ta đặt ống ngược từ ở dưới niệu quản lên trên, người ta bơm thuốc cản quang ngược lên trên để ta xem cái thuốc có nó xì ra ngoài hay không, thì những trường hợp chúng ta chẩn đoán được. Đó, đây là một trong số những cái hình ảnh để các bạn thấy đây là cái nước cản quang ha. Khi chúng ta cho chụp cái niệu ký nội tĩnh mạch vô thì thuốc từ qua thận nó xuống bể thận đây xuống đây thì nó cũng có xuống dưới, chứng tỏ là nó bị rách ở đâu đó ở cái vùng này ha. Thì thường thường bây giờ đối với cái này nói luôn thôi, ít bao giờ chúng ta phải can thiệp phẫu thuật lắm ha, mà chúng ta cũng sẽ soi bàng quang, chúng ta đặt cái ống thông gọi là CC như nãy trên đó, là tự đó nó sẽ lành thôi. Trừ trường hợp đứt ngang thì chúng ta đặt vô rất khó, thì lúc đó chúng ta phải can thiệp phẫu thuật mà thôi. Còn đa số chúng ta can thiệp nội khoa hết. Đó, đây là một trong những cái chúng ta nói cái tương ứng giữa các cái hai cơ quan ha, cho chúng ta thấy là cái tổn thương của đây là cái hình ảnh của bệnh nhân đó. Chúng ta thấy là nó bị áp xe cái vùng chậu sau khi bị tổn thương trong chuyện đó. Đối với tận niệu quản đó thì thường các bạn hay nghe bác sĩ nội khoa người ta phải mô tả ha, niệu quản trên, niệu quản giữa và niệu quản dưới. Niệu quản trên thì ta lấy cái mốc là L4, L5 trở lên. Niệu quản giữa là L4, L5 tới bó mạch chậu, và béo mạch chậu tới bàng quang thì gọi là niệu quản dưới. Thì bạn nào mà đi chuyên khoa đó thì thường thường chúng ta sẽ phải mô tả cái tường trình phẫu thuật là nó tổn thương ở vùng nào. Thì có thể nói là niệu quản chúng ta gặp ít gặp, nhưng mà chấn thương bàng quang chúng ta gặp rất là nhiều. Và cái quan trọng là chấn thương bàng quang nó không có đe dọa tính mạng người bệnh, và đôi khi nó chẩn đoán rất là muộn ha, đôi chẩn đoán rất là muộn nhưng mà bệnh nhân cũng không có tử vong. Chúng ta sẽ xem lý do tại sao vì vậy. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta bị chấn thương từ ngoài, ví dụ xe cán ngang bụng hay là người ta bị đá vô trong bụng đó, thì nó mới có thể gây cái chấn thương bụng ha. Tuy nhiên các bạn cần nhớ là nếu bàng quang của chúng ta mà xẹp ha, thì không bao giờ nó bị chấn thương. Mà nếu có chấn thương bàng quang thì lúc đó nó xẹp thì nó nằm sâu khung chậu, thì bệnh nhân sẽ phải bị tổn thương khung chậu. Thì đa số những trường hợp đó là do xe cán ngang người á ha, thì mới có thể bị cái đó. Còn bình thường đó, chấn thương bàng quang sẽ không bị, dù chúng ta đá vô bụng nhưng bàng quang xẹp thì nó có thể bị tổn thương ruột non, ruột già hay cái gì đó, nhưng bàng quang không có bị ha. Đây là chúng ta sẽ vẽ để cái hình này mô tả cho chúng ta thấy đó. Đây là cái sương mù, thì các bạn thấy là cái bàng quang của chúng ta nó xẹp, nó nằm đằng sau cái sương mù này nè. Cho nên chúng ta đá vô đây chẳng hạn thì trừ nó bể sưng mu nữa mới đâm vô đây thôi, còn không bao giờ bị. Như vậy thì chúng ta sẽ lý luận. Đây, chúng ta sẽ xem ha. Cho nên chính vì vậy đó, bàng quang nó chỉ bị tổn thương mà bể bàng quang khi nào nó lớn. Mà thường khi nào nó lớn các bạn, chúng ta sẽ xem. Một là do iatrogenic trauma, tức là chúng ta mổ rồi chúng ta làm tổn thương nó. Đặc biệt cái này hay xảy ra trong sản lắm, khi người ta mổ cấp cứu, bạn nào đi sản sẽ thấy đôi khi có những trường hợp bị tổn thương bàng quang sau cái phẫu thuật sản, nhất là những cái phẫu thuật cấp cứu hoặc là chảy máu nhiều hoặc dính nhiều, và người ta nhận thấy là cái tỷ lệ mà tổn thương bàng quang nó gia tăng từ lúc mà chúng ta làm cái gọi là phẫu thuật nội soi. Tại vì khi làm phẫu thuật nội soi thì chúng ta phải biết cách lúc nào là tách khỏi bàng quang rồi chúng ta mới cắt tử cung và phần phụ chẳng hạn. Đôi khi những cái phẫu thuật viên non tay không phân biệt được cái đó, bàng quang vẫn còn dính vô âm đạo chẳng hạn, thì chúng ta cắt cái tử cung một cái là nó sẽ làm tổn thương cái bàng quang của chúng ta liền tức khắc. Thì phân loại bàng quang người ta cũng phân ra như vậy,
tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4. Tiếp 1 nó gọi là dập thôi, tiếp 2 là gọi là chảy vỡ trong phúc mạc, rồi tiếp 3 là tổn thương mô kẽ, tiếp 4 là vỡ ngoài phúc mạc, vân vân, là chúng ta có những cái kèm theo, chúng ta sẽ xem cái hình ảnh này để chúng ta rõ hơn. Đây. Đây các bạn sẽ thấy là đây là thường thường nhớ là cái bàng quang của chúng ta. Các bạn thấy đây, người ta cố gắng ta vẽ cái hình bàng quang tròn, có nghĩa là đang có nước á. Thì thường thường lúc nào có nước các bạn, lúc sau khi chúng ta đi nhậu xỉn, chúng ta ốm vô rồi chúng ta không đi tiểu á. Và đặc biệt là tôi khuyên các bạn tốt hơn là đừng nhậu quá xỉn. Thứ hai là nếu đã đi ăn tiệc bạn bè này kia đó, thì trước khi ra về chúng ta phải đi tiểu đi, để cho cái bàng quang nó xẹp, để nỡ có chuyện gì thì nó không bị chấn thương bàng quang. Chúng ta thấy đây là cái phúc mạc nó bao quanh, và ở đây chúng ta thấy là nó dập giống như thận hồi nãy đó. Chúng ta sẽ thấy là có cái khối máu tụ trong này thôi, nhưng mà cái thành bàng quang nó còn nguyên. Và ở đây đó chúng ta, các bạn thấy là nó vỡ ra ngoài phúc mạc, ở trong phúc mạc này còn nguyên. Các bạn thấy nó vỡ ngoài phúc mạc ha. Trong phúc mạc tức là nước tiểu đây nó chỉ khu trú ở phía ngoài này thôi. Chúng ta thấy cái vùng bụng dưới nó có thể phù phù, thậm chí ở phái nam chẳng hạn nó lan xuống dưới bìu ha, phù tướng ra, nhưng mà cái bụng thì hoàn toàn mềm. Thì ở đây cũng vậy, tương đối như vậy. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là nó vỡ vô trong phúc mạc, thì nước tiểu đây nè, nó sẽ xì vô trong này hết. Thì trong những trường hợp này đó, đa số là bệnh nhân không có đi tiểu. Là tại vì sao? Nước tiểu có nhiêu nó chảy ra hết rồi, người ta không có cái cảm giác buồn tiểu ở trong đó. Và đây là một cái dãy vỡ lớn, đây là cái vỡ nhỏ, đây là cái vỡ lớn, và đây là một cái vỡ gần cổ bàng quang. Thì cái vị trí này cũng ngoài phúc mạc, nhưng mà cái vị trí này là vị trí nó đặt cái vấn đề gọi là can thiệp phẫu thuật rất là khó, tại vì nó nằm sâu. Tuy nhiên những trường hợp bây giờ người ta theo dõi, những trường hợp nói chung nói trước thôi, để lát nữa chúng ta đi qua những trường hợp mà vỡ ngoài phúc mạc á, mà chúng ta phát hiện được, nhất là trường hợp mà lỗ nhỏ đó, chúng ta không có làm thì đặt cái thông tiểu dẫn lưu cho tốt, thì nước tiểu nó ra, bàng quang luôn luôn xẹp, thì tự nhiên cái này nó xẹp. Thế này nó xẹp. Còn ngược lại đó, khi mà nó vỡ trong bàng quang ở trong phúc mạc thì thường thường chúng ta phải can thiệp. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một ống thông dẫn lưu tốt, cái lỗ thủng nó nhỏ thì nó cũng có thể lành. Tuy nhiên các bạn biết là trong những trường hợp này, cái áp lực ổ bụng đó, nó khi mà chúng ta thở đó, cái hệ tiêu hóa nó có thể di chuyển như ruột non này kia chẳng hạn, khi áp lực trong bụng nó tăng lên thì ruột nó có thể rơi trong này. Cho nên thường thường đó, lũng vô trong phúc mạc thì chúng ta sẽ phải can thiệp ha, bằng cái cách nào đó thì chúng ta sẽ xem. Cho nên ở đây người ta nói nè, chấn thương bàng quang khi mà nó bàng quang căng, là đặc biệt bàng quang căng khi chúng ta uống rượu, hoặc là nếu bàng quang không căng thì đó phải là chấn thương vùng chậu. Mà trong những trường hợp này thì các bạn biết bệnh ảnh bệnh nhân nặng lắm ha. Và ở đây chúng ta có một loạt những cái chấn thương mà do chúng ta gây ra, ví dụ như bệnh nhân mổ vùng chậu rồi, giờ chúng ta can thiệp nó chảy máu, rồi bệnh nhân có viêm, hoặc là có những bệnh lý nội khoa, phụ khoa giống như là lạc nội mạc tử cung, hay là bệnh nhân có xạ trị trước đó nó cũng làm tổn thương bàng quang, những bệnh lý ác tính, có thai, vân vân. Thì tất cả đây là những cái nguyên nhân gọi là iatrogenic, tức là do chúng ta gây ra đối với bệnh. Còn nguyên nhân nguyên phát các bạn thấy bàng quang thì không có nhiều. Thì chẩn đoán thì dễ lắm. Đầu tiên bệnh nhân có đái điệu máu nè. Cái thứ hai là có đau bụng nè, nhưng mà cái triệu chứng đau bụng này không đáng hình. Tại vì bác bạn thấy là có nhiều người, tại vì đây là nước tiểu, mà nguyên tắc nước tiểu mà từ ra người ta có bệnh nào đó nhiễm trùng hệ niệu trước thì nước tiểu này nó mới dơ. Còn nguyên tắc là nước tiểu chúng ta vô trùng, cho nên khi nó đưa cho ổ bụng chẳng hạn thì phải có thời gian nó mới kích thích ổ bụng và gây ra đau bụng. Còn giai đoạn đầu thì chúng ta khám bụng chúng ta không thấy gì. Cho nên cái này chúng ta sẽ nghi mơ hồ. Một bệnh nhân nào các bạn khám lâm sàng mà bệnh nhân đau bụng hơi mơ hồ, mà các bạn hỏi bệnh nhân có tiểu được không, họ nói từ hồi tôi bị chấn thương tới giờ tôi không tiểu được, là mình phải sẵn sàng nghĩ ngay là có thể có vỡ bàng quang đó, giống như đây ha, bàng quang. Hoặc là dĩ nhiên nó thấy bết bầm dập trên đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nghĩ tới nhiều hơn. Và như vậy thì nước tiểu khi mà nó thấm nhập vô trong bụng đó thì nó có thể lan xuống dưới và nó làm phù nề cả hệ sinh dục của người bệnh ở trong đó, thậm chí lan tới dưới đùi luôn. Và như vậy thì trong những trường hợp mà để chẩn đoán cái này đó, thì cái hay nhất chúng ta thấy chỉ cần pha thuốc cản quang 50 lít vô trong 250 lít nước muối, chúng ta bơm vô thì chúng ta sẽ thấy là nước tiểu nó thoát ra. Đây là trường hợp các bạn thấy nó vỡ ngoài phúc mạc ha. Cho nên chúng ta thấy là cái thành bàng quang này chúng ta nó vẫn còn tốt này. Thì nước tiểu nó theo cái lỗ này ra, nó động ở đây. Đây cũng là vỡ ngoài phúc mạc nhưng mà nó nằm ở gần cổ bàng quang, giống như hồi nãy chúng ta thấy ở trong đó ha. Thì thường thường cái này là khi mà chúng ta bơm căng bàng quang lên mà nó ra nó, mà có vỡ bàng quang thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy ha.
Còn trường hợp này thì các bạn thấy đó, đây là bàng quang đây, nó xì vô nước tiểu vô trong ổ bụng chúng ta thấy, cho nên nước cản quang nó lan tùm lum ra. Như vậy thì đối với trường hợp mà chấn thương ổ bụng á, mà trong bụng á, vỡ bàng quang trong ổ bụng á, trong phúc mạc á, thì các bạn chú ý điều gì? Thí dụ như các bạn đã không thông tiểu vô cho người ta ra hết ha, các bạn bơm vô, thí dụ chúng ta bơm vô cả nước lẫn thuốc cản quang, nó là 300 ml. Chúng ta thấy hình ảnh như thế này, hoặc là chúng ta thấy hình ảnh đều đi nữa cũng vậy, nhưng mà khâu đó chúng ta các bạn lấy nước tiểu ra, các bạn lấy là thành 400 hay 450, chúng ta phải chấm hỏi chứ, tại sao chúng ta bơm vô có 300 mà giờ nước tiểu ra tới 450? Có nghĩa là trước đó là cái do cái chỗ lủng của bàng quang nước tiểu nó vô trong ổ bụng, bây giờ chúng ta đặt cái thông tiểu vô, chúng ta bơm nước vô, chúng ta chụp hình xong thì cái lượng nước trong này nó tiếp tục nó đi ra. Vì vậy cái lượng nước mà nhiều, nó ra nhiều hơn cái lượng nước chúng ta bơm vô cũng là một dấu hiệu cho chúng ta nghĩ đó là có vỡ bàng quang, đặc biệt là bàng quang trong phúc mạc và chúng ta cần phải can thiệp. Thì đó thì cái này là người ta ít có làm lắm, thường thường chúng ta cũng sẽ chụp UVV hay là IVP như hồi nãy mình nói, tức là chụp hệ niệu có cản quang để xem có những cái tổn thương nào cơ quan khác không. Chúng ta làm siêu âm thì thấy có dịch trong ổ bụng ha, và đặc biệt là CT scan chúng ta sẽ thấy có dịch trong ổ bụng, thì cái soi bàng quang nó ít có bao giờ chúng ta làm trong cấp cứu lắm, mặc dầu nó rất là hiệu quả ha, là tại vì đa số các cái phòng nội soi bàng quang người ta không có làm cấp cứu, cho nên chúng ta đa số chúng ta không ứng dụng cái này ha. Còn dĩ nhiên chúng ta soi chúng ta thấy trơ ghép thì chúng ta thường thường chúng ta cũng chỉ định làm cái CT scan để xem các cái tổn thương khác trong ổ bụng như thế nào, và ở đây các bạn thấy bàng quang đây, thuốc cản quang nó dò vô đây rất là dữ. À, và khi chúng ta thấy nó không đều đều, nó nằm khắp bàng quang vậy, tức là nó vô trong ổ bụng rồi và chúng ta sẽ phải can thiệp mà thôi. À, thì cái điều trị đó, nếu mà tổn thương ngoài phúc mạc thì hồi nãy chúng ta nói là chúng ta đặt catheter, cái ống thông tiểu đó, cái kích thước hơi lớn, chẳng hạn chúng ta đặt ở khoảng 24F, thì để cho nó dẫn lưu cho tốt. Thứ hai nữa các bạn chú ý, khi mà ví dụ như nó bị vỡ phía bên phải thì sau khi chúng ta đặt ống thông tiểu chúng ta yêu cầu bệnh nhân nằm phía bên trái, tức là nằm đối diện với lại cái bên bị tổn thương. Khi mà chúng ta phát hiện trên hình ảnh học thì để cho cái vùng đó nó không phải là vùng trũng đó, thì nước tiểu nó không có rơi vô đó mà nó sẽ rơi vô cái vùng trũng của cái đối bên và ống thông dẫn lưu ra, và bàng quang hễ mà nó xẹp là nó lành. À, cho nên là khi nào mà nó xẹp là nó lành, cho nên vì vậy cái xử trí mà ngoài phúc mạc đó chúng ta có thể điều trị bảo tồn bằng đặt thông tiểu được ha, nhưng mà trong phúc mạc thì thường thường chúng ta phải can thiệp phẫu thuật. Thì can thiệp phẫu thuật ngày nay dĩ nhiên là chúng ta có thể làm nội soi hay là mổ hở, đều được cả, tùy theo cái trình độ hoặc là phương tiện của chúng ta đang có. Thì đây là các biến chứng về phương diện lý thuyết chúng ta có thể gặp phải. Tuy nhiên rất ít các bạn, trừ khi nào mà các bác sĩ đó không có tay nghề. Còn nếu mà nước tiểu chúng ta can thiệp sớm, nước tiểu rửa sạch ổ bụng thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Cho nên đây là những cái mà người ta về lý thuyết chúng ta có thể ghi nhận được. Ví dụ như có thể là có cái nang niệu trong đó nè, rồi nước tiểu nó dò vô trong ổ bụng giống như hồi nãy, nó gây ra liệt ruột, viêm phúc mạc vân vân. Thì nhiều trường hợp đấy á, là những cái vết chấn thương bàng đái gọi là muộn, khi đã gọi là muộn á, thì là nó có thể gây viêm phúc mạc và từ đó nó làm các cái biến chứng về nhiễm trùng chẳng hạn thế. Đây thì đây là một trong những cái phân loại thôi, nó phức tạp lắm thôi, chúng ta không vô sâu. Cái mà chúng ta hay gặp nữa là chấn thương niệu đạo. Hồi xưa đó chúng ta nghĩ gọi là chấn thương niệu đạo. Đây là niệu đạo, nó cũng chia ra làm hai đoạn, niệu đạo sau và niệu đạo trước. Thì trong niệu đạo sau đó thì các bạn niệu đạo trước các bạn nhớ là chúng ta chia ra làm hai cái đoạn, đoạn thứ nhất gọi là niệu đạo dương vật, và đoạn thứ hai gọi là niệu đạo tầng sinh môn. Thì hồi xưa lúc chúng ta có những cái hồi miền Nam, về phía miền Nam chúng ta đó, lúc mà còn những cầu khỉ nhiều đó, tức là những cầu khỉ là cái cây dân hơn thôi, thì chúng ta cái cây nhỏ nhỏ thôi, chúng ta đi trên đó mà chúng ta té xoạc hai chân thì cái vùng này nó sẽ đập xuống cây cầu đó và nó gây chấn thương. Gây chấn thương. Còn ngày nay đó hình như cái lượng cầu khỉ nó bớt rồi, thành ra cái chấn thương này cũng ít, nhưng mà cẩn thận khi chúng ta leo qua hàng rào và nhất là bạn nào đi xe đạp mà có cái sườn nó ngang đó chẳng hạn thế, thì coi chừng lúc mà chúng ta không cẩn thận chúng ta ngồi lên quá nhanh quá mạnh, hoặc là chúng ta vì sao đó chúng ta cấn lên cái sàn ngang của xe đạp thì nó sẽ gây ra chấn thương niệu đạo vùng tầng sinh môn. Thì những cái dấu hiệu điển hình nhất
khi nào, xin lỗi các bạn nào mà chẳng may mà ngay sau khi bị cái gì đó nó tạt ở đây, người ta gọi là té xoạc hai chân đó, trên một cái gì hay là trên thanh xe đạp mà chúng ta thấy có chảy máu niệu đạo, thì chắc chắn là các bạn đang có chấn thương, và khi đó các bạn phải vô bệnh viện nhé, để ta chẩn đoán xem cái mức độ như thế nào và có cái hướng xử trí thích hợp. Còn niệu đạo sâu á, thì nó nằm giữa cái khung chậu của chúng ta tới bàng quang, và nó được cái khung chậu này nè, được cái xương mu che chở, cho nên đa số cái niệu đạo sâu này nó cũng không có bị gì hết, trừ khi người ta bị chấn thương khung chậu đi kèm, chấn thương khung chậu đi kèm. Vì vậy đó, người ta nói là chấn thương khung chậu thì có thể chấn thương khung chậu, xin lỗi, chấn thương khung chậu có thể không kèm theo đứt niệu đạo. Nhưng nếu vì lý do một số trường hợp đó, chấn thương khung chậu nó không có làm mất máu nhiều, và bệnh nhân vì vô vì cái bí tiểu, thì chúng ta phát hiện được là chấn thương niệu đạo, khi đó chúng ta sẽ quay trở lại xem có chấn thương khung chậu hay không. Cho nên nói tóm lại là niệu đạo sâu trong trường hợp chấn thương chỉ có bị chấn thương nếu mà có kèm theo chấn thương khung chậu, hay nói cách khác là nó thứ phát, nó đi sâu chấn thương khung chậu. Còn ngược lại ít bao giờ nó không có bao giờ nó bị chấn thương một mình nó cả. Mà như vậy thì khung chậu thì như hồi nãy nhắc lại, khung chậu có thể bị chấn thương, bị gãy nhưng không đứt niệu đạo, đó là may nhất. Nhưng niệu đạo đã đứt toán phần hay là toàn phần thì luôn luôn là phải có chấn thương khung chậu, và chúng ta phải xem thì trong những trường hợp này đó, cái bệnh cảnh lâm sàng nó nặng là chấn thương khung chậu ở trong đó. Thì đây là những cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy người ta chụp đó, thì các bạn thấy là đây các cái khớp khung chậu nó bị lệch, ở đây chúng ta thấy là cái khung chậu nó gãy ngang vậy. Tại vì hồi nãy chúng ta quay lại đó, chúng ta quay lại cái hình ảnh này trước, thì các bạn thấy cái hình ảnh này nó có cái cân cơ này, cân cơ mu trực tràng hay là prostato ureto prostatic ligament, thì cái này đó, cái này nè, khi mà cái này nó gãy cái là nó di lệch cái này, thì giống như nó con dao nó cắt đứt cái niệu quản của chúng ta, niệu đạo của chúng ta. Thì đây là cái khung chậu vững, và đây để chúng ta thấy gãy khung chậu không vững. Thì như vậy thì những trường hợp này đó thì có thể gãy khung chậu mà không có tổn thương niệu đạo, còn trường hợp này gãy khung chậu mà thường thường có tổn thương niệu đạo ở trong đó. Thì đây người ta cũng phân biệt ra làm 5 giai đoạn và tùy theo đó chúng ta có một cái hướng xử trí. Cái hướng xử trí là gì? Nói chung là các bạn nhớ là trong cái chấn thương niệu đạo trước, đây là người ta phân ra chúng ta đấy đó, gặp dụng đập ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ làm cái gì? Đây. Xin lỗi. Thường thường á, chấn thương niệu đạo trước á, thì nó do tai nạn, tức là hồi nãy mình nói là té xoạc hai chân và sau đó các bạn người bệnh đi chảy ra máu tự nhiên. Còn ngược lại cái đây nè, chúng ta thấy là dương vật là cái đoạn niệu đạo, cho nên thường thường nó hơi chấn thương. Mà khi nó chấn thương thì thường thường nó xảy ra lúc nào? Chúng ta sẽ thấy là đa số là nó xảy ra do giao hợp. Thường thường do giao hợp thì là nó tổn thương cái thể hang là chính, nhưng mà một số trường hợp thì nó tổn thương mạnh thì nó có thể làm tổn thương cái niệu đạo luôn. Và khi đó chúng ta thấy là tổn thương thể hang, thì thể hang là cái nơi nó có máu tụ, thì nó sẽ chảy máu, thể hang nó sẽ chảy máu, nó bầm hết cả cái dương vật. Rồi thì là nó có thể lan xuống cả từ trên này luôn và lan xuống đuốc dưới này luôn. Và khi đó nó có thể chèn ép cho niệu đạo ít thôi. Nhưng một trường hợp nặng đó thì nó tổn thương luôn cả cái niệu đạo. Cái này nó ít lắm. Thì trường hợp đó thì chúng ta gặp những trường hợp gọi là những cái gọi là giao hợp không đúng tư thế này kia vân vân, chúng ta sẽ thấy. Thì đây là một trong những cái các bạn thấy là nó bầm tím như vậy ha. Nó bầm tím hết như thế. Và khi chúng ta chụp thì chúng ta thấy là cái vùng này nó bị tổn thương ở trong đó. Và đây là một cái trường hợp khác thì các bạn thấy là ở đây cũng nhấn mạnh với các bạn đồng nghiệp ở đây, các bạn thấy hình ảnh này là hình ảnh của một đứa bé, thì cái này là vết thương của một đứa bé mà do chó cắn. Cho nên ở nhà chúng ta mà có nuôi chó đó, mà có bé nhỏ đó, thì các bạn phải rất rất cẩn thận. Con nít thì nó vô tâm, nhiều khi nó bình thường chó không sao, nhưng mà đụng vào một số các cái vị trí của nó là tự nhiên nó cắn thôi. Và chúng ta cũng đã thường nghe chết đã dành, nhưng mà nhiều khi nó lại gây ra những cái tổn thương hệ sinh dục của đứa bé nữa. Đó, đây là những trường hợp mà sau giao hợp thì các bạn sẽ thấy là máu nó tụ đó, rồi nó đen hết cả cái dương vật này. Chúng ta coi vậy thấy vậy chứ đây chúng ta thấy một cái vết mổ. Thì khi người ta mổ rồi ta may cái chỗ thể hang mà nó bị đứt ra đó.
thì cái nợ bầm này nó sau một thời gian nó sẽ lành, và nói chung cái khả năng giao hợp nó sẽ trở lại sau đó thôi, với điều kiện là cái niệu đạo nó yên lành. Còn cái niệu đạo mà nó rách á, thì nó rất là lôi thôi. À, tại vì nơi đạo rách thì cái vùng này cái nước tiểu nó không có vô trùng như các bạn, nhất là một phần ba ngoài, vi khuẩn rất dễ vô đây. Và ở đây nếu mà có thể hang nó rách máu nữa thì vi khuẩn từ đó nó đi dọc theo niệu đạo, nó lan qua cái chỗ rách niệu đạo, nó vô cái khối máu tụ này, nó có thể làm nhiễm trùng và khi đó sẽ càng phức tạp hơn. Thì cái đó là một trong những cái đứng về chuyên môn chúng ta phải biết. Đó thì đây là cái mà người ta đánh giá về mặt lâm sàng. À, tức là mấy lần đó, đây là những cái mà đó các bạn có thể thấy những cái máu tụ nó lan lớn tới như vậy. Ở đây là một cái người nữ bị chấn thương cái niệu đạo mà do tai nạn giao thông. À, trên chúng ta nó bầm tím hết cả những cái trường hợp này. Thì chẩn đoán của đoạn nào này kia vân vân, chủ yếu là hoặc là chúng ta bơm thuốc cản quang hay nhất cho bệnh nhân có nước tiểu và bệnh nhân đi tiểu ra, thì chúng ta chụp thì nước tiểu từ trên này nè nó đi xuống nè, nó xì ra đâu chúng ta cũng sẽ thấy, và nước tiểu này nó vô trùng cho nên nó có cản quang chúng ta chút xíu thôi, nó cũng ít tai hại hơn. Còn đuối đế thì thường thường người ta hay đặt cái ống thông ở vô cái miệng niệu đạo và chúng ta dùng nước pha với chất cản quang chúng ta bơm vô. Như đây chúng ta thấy, các bạn thấy người ta làm hai hình thức, ở phía trên này đi xuống, bệnh nhân đi tiểu thấy xuống đây, ở dưới này chúng ta bơm lên thì thấy đây, tức là xin lỗi. Ở dưới này chúng ta bơm lên thì chúng ta thấy nguyên cái rãnh này nó khuyết, tức là nó bị chấn thương tại đây hay là nó đứt rách ở tại đây. Và đây cũng vậy ha, ở trên này một cái hình ảnh khác cũng vậy đó, nhưng mà ta chụp cái tư thế khác ra, chúng ta thấy là nước tiểu nó xuống tới đây nó ngưng, và nước tiểu để bơm tới đây tức ngưng, tức là ngưng ở đây. Thì là người ta sẽ chẩn đoán đó là một cái chấn thương. Thì như vậy thì chấn thương gọi là niệu đạo trước thì chúng ta xử trí là gì? Trong trường hợp mà bệnh nhân mà có bí tiểu ha, thì chúng ta thường thường người ta không có mổ tạo hình trước đâu ha, mà lúc đó người ta sẽ đặt mở bàng quang ra da mà thôi. Chấn thương niệu đạo trước có chảy máu ha, là mở bàng quang ra da, không có tạo hình lúc đó, và người ta chờ cho một thời gian sau, thường thường khoảng 2 tới 3 tuần thì khi đó mới quay lại để tạo hình lại niệu đạo nếu cần. Chấn thương niệu đạo sau mà có bí tiểu cũng vậy, cũng chỉ mở bàng quang ra da thôi. Nói chung đó, cái xử trí ban đầu của một bệnh nhân bị chấn thương niệu đạo đó là các bạn chỉ mở bàng quang ra da thôi, song song với các phẫu thuật khác. Khi người ta mổ cố định xương chậu chẳng hạn thì chúng ta thấy là có đứt niệu đạo, chúng ta mở bàng quang ra da để cho khung chậu nó lành, chúng ta tạo hình sau. Thì đây là cái hình ảnh người ta chụp trước mổ ở trên thì xuống khắc ở đây, ở dưới thì bơm lên, ở dưới miệng niệu đạo bơm lên nó bị khắc ở đây, và chúng ta nối lại thì các bạn thấy người ta bơm cái thuốc cản quang cho nó đi đều như vậy, tức là một cái phẫu thuật này thành công. Nhưng mà xin nhắc lại các bạn đồng nghiệp, cái phẫu thuật niệu đạo sau là một phẫu thuật vô cùng khó. Nó về phương diện phẫu thuật thì nó không có quá nguy hiểm đối với người bệnh, nhưng mà cái sự lầm xẻo đây nó hiếm lắm, hay là tại vì cái niệu đạo đây nó rất là mỏng. Ví dụ như niệu đạo mà các bạn xem lại cái chỗ này, đây chúng ta thấy nguyên cả cái thợ niệu đạo đây đó, cái đoạn này á, niệu đạo trước này nó có thể hang hoặc là thể xốp bao quanh cho nên lành sẹo dễ lắm, còn niệu đạo đây này nó chỉ có niệu đạo thôi, nó không có thể xốp gì bao quanh, mà cái cấu trúc của niệu đạo nó rất mảnh mai cho nên các bạn biết là chúng ta may lại không dễ đâu. Mà may lại xong đó, đây nó lại là cái đoạn này nó rất là căng cho nên nhiều khi nó không có lành, hai cái đầu nó lại tuột ra, và ở đây nó lại là cái vùng mô xơ xung quanh cho nên nó rất khó lành. Vì vậy đó, các bác sĩ niệu khoa đó ít có ai nói thẳng là ít có ai thích làm niệu đạo sau lắm, tại vì ít có mang lại cái kết quả đối với người bệnh, cho nên tốt hơn là chúng ta làm sao cho không ai nói là tôi mổ niệu đạo sau thành công 100% được hết ha, mà thường thường nó sẽ có một cái tỷ lệ thất bại. Có những bệnh nhân rất là tội nghiệp, các bạn mổ tới mổ lui mổ lùi mổ tới hoài mà cứ càng mổ thì nó càng hẹp, trên đó là một trong những cái chuyện mà chúng ta chú ý ha. Thì đây là một trong những cái hình ảnh người ta tạo hình niệu đạo rất là nhiều. Thí dụ cái đoạn này mình nó hẹp đó, nó dài quá thì sao giờ, ta lấy cái niêm mạc miệng của chúng ta đó ha, ta mổ vô và ta quấn trên cái ống đó, ta đặt ống thông từ dưới này lên trên và ta nối cái đặt cái làm cái lấy niêm mạc miệng thành cái ống quấn quanh cái đó, và đầu trên nối với cái đoạn niệu đạo trên, đầu dưới nối niệu đạo dưới, và cái kỹ thuật này nó cũng cho một cái
thành công cũng tương đối lớn. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi cái tay nghề của chúng ta. Đó, điều đạo sau đây đó, cho các bạn thấy cũng cái hình ảnh nó như vậy. Thì nói rồi ha, nếu mà rất bản phần, nhưng mà tất cả cái này là tất cả niệu đạo sau, niệu đạo trước, sự trí ban đầu đối với các bạn đó chỉ là mở bàn quan ra da thôi. Còn tạo hình hay không về sau đó đó, thì khi nào các bạn đi chuyên khoa thì các bạn sẽ được học những cái phần đó, để mà chúng ta sẽ biết làm sao để chúng ta tạo hình cái đó, nó rất là khó. Và trong nhiều trường hợp khi mà mổ tới mổ lui thất bại, người ta cũng sẽ phải dùng tới nội soi. Người ta làm nội soi để một hình thức chúng ta soi vô, chúng ta có thể thấy được cái đầu nó đứt ở đây, chúng ta đưa được cái ống vô đây. Và khi đó chúng ta có thể làm được cái phẫu thuật nối lại, hoặc là chúng ta đặt cái ống thông để cho cái mô nó mọc xung quanh ống thông và nó tự lành. Những cái này các bạn thấy khi có nhiều cái phương pháp xử trí bao nhiêu đó, điều đó có nghĩa là không có phương pháp nào hoàn mỹ hết. Và cho nên đó, các bạn thấy không? Tức là tạo hình niệu đạo trong vòng 48 giờ sau phẫu thuật là không được chỉ định. Tức là chúng ta chỉ làm sau đó thôi. Cái này tại vì cái bài giảng chuyên khoa luôn, thành ra nên nhớ để không cho chi tiết. Và nếu mà tạo hình thì chúng ta sẽ phải chờ khoảng 14 ngày sau khi mà chúng ta chấn thương để cho khối máu tụ nó tiêu hết đã. Thì cây đây cũng là một cái sơ đồ, nó tương đối nó phức tạp và cũng không có thời gian nói hết. Cho nên là để chiếu cho các bạn thấy như vậy thôi. Cái chấn thương này thì cần thì các bạn in mỗi người một bản đó, chúng ta đem theo. Người nào mà hứng thú về sau này đi niệu thì chúng ta sẽ có cái làm cho nó chính xác hơn. Xin đây là cái, thì đây là các cái biến chứng. Thì các bạn thấy là nó có thể gây ra rất là nhiều biến chứng sau khi chúng ta tạo hình. Một trong biến chứng người ta nói quan trọng nhất đó là rối loạn cương dương, tức là người ta bị gọi là bất lực sau mổ. Thì cái tỷ lệ cái ác á, cái nào mà các bạn đụng vô niệu đạo á, mặc dù chúng ta không đụng thần kinh cương hết, nhưng vẫn có cái tỷ lệ bị bất lực. Cho nên đó là một trong những cái điểm mà cần trao đổi với các em. Như vậy thì giờ chúng ta có hỏi câu nào không? Rồi nếu mà các bạn không hỏi thì thôi chúng ta sẽ ngưng bài giảng đây ha, và tôi sẽ gửi cái file PDF cho cô Ngân, rồi Ngân sẽ gửi tới lớp trưởng hay là đại diện lớp gì đó, rồi sẽ các bạn sẽ phân nhau để chúng ta có cái tài liệu mà chúng ta học ha. Rồi xin chào tất cả các bạn. Dạ cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.